vẫn có câu là cái răng cái tóc là gốc con người cho nên thực ra là một đứa trẻ nhỏ mà khi mà chúng ta biết chăm sóc răng miệng cho con mình tốt thì sau này chúng ta sẽ đỡ rất là nhiều phần nào cho một cái hàm răng mà à, khắp khỉn hay là hàm răng bị sâu hay viêm nha chu hay bị yếu răng cũng như là chúng ta cũng thể giúp cho con mình mọc răng đều đẹp và không phải niềng răng ở cái độ tuổi của cha mẹ mình ngày xưa thì còn phải lo ăn lo mặc lo cơm áo gạo tiền và cái kiến thức cũng như về nha khoa cũng chưa được chăm sóc kỹ nhiều nhưng hiển nhiên thì cha mẹ cũng sẽ không thể nào mà chăm sóc cho răng miệng của chúng ta giống như chúng ta bây giờ còn với cái thế giới hiện đại thì các bạn có thể thấy ở nước ngoài thì thực ra là họ đã chăm sóc răng miệng cho con mình từ nhỏ quan tâm tới răng miệng của con mình trong những bộ phim mà ví dụ như về mà cậu bé mà ở thế giới kẹo sô cô la mà trong khi ba bạn ấy là bác sĩ nha khoa và thì đã chăm sóc cho các bạn ấy răng miệng từ nhỏ thì các bạn có thể thấy ở nước ngoài người ta chăm sóc răng miệng cho con của họ rất là kỹ tại vì cái hàm răng người ta vừa, ông bà ta vẫn có câu là cái răng cái tóc là có của người thì cái tóc và cái răng thôi nó cũng đã thay đổi một khuôn mặt của các bạn hàm răng mà trắng sạch đều tâm tắp thì ai cũng mong muốn ấy đúng không và nhất là một hàm răng khỏe tại vì chính hàm răng này nó sẽ giúp chúng ta ăn uống rồi nói chuyện với một khuôn miệng xinh đẹp cho nên là hãy chăm sóc răng miệng cho con bạn thật kỹ nhé và mình thì đang chăm sóc răng miệng con mình với những cái chiếc bàn chải điện